Kính thưa quý vị đang xem kênh YouTube Gia đình nhỏ Trọng Cà Mau. Lời nói đầu tiên Trọng chúc cho quý vị có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Mọi người thấy không? Đây là một cái buổi sáng Trọng ra ngoài vườn chơi với các bé. Cũng như là mình kiểm tra cây cối đâu, coi cái nào nó phát triển, thế nào nó quéo đồ các kiểu để mình trồng. Con nhặt nó ăn cây mít đó kìa, kìa. Đó. Nhặt cây, trời ơi trời. Đó. Cây tươi, cây khô giờ nó cạp hết, không biết chừng nào mà nó cạp đứt cây mít nó luôn á. Mới mốt mà ra cái dành cây mít nó mà mọi người thấy cái cây mít chỗ này mà nó sập là nó nhặt đó. Cái nhóm này làm gì đây? Ở ngoài này là hầu như là những em hóng chuyện thôi, những em hóng chuyện với hai dẫn là đi theo Trọng ra ngoài vườn. Nhưng mọi người thấy con ngáo của gà đây không? Ngáo không có, lùng không có. Còn nữa, đi coi ngáo lùng còn ai nữa? Lùng gà. Mấy con kia thì có chạy gà, ngáo là ít gà lắm. Ngáo mà nó ra ngoài vườn này là coi như là giống như là một kỳ tích đó. Này, cái bức tường ở giờ này thì nắng nó bị bên này nó che nó mát nên là nó hay ra đây nó nằm lắm. Ồ, cái mông của cái con cục sao mà phân không kìa. Trưa nay rửa đít rửa cục. Con là bị cái gì vậy cục ơi? Hình như mấy cái bé mà nó không có cái đuôi ấy mọi người. Là nó đi vệ sinh hay dính, đi mà dính mông lắm. Ôi trời ơi, chuyện lạ. Ngáo ra đây luôn, ừ. Tại anh Trọng đứng ngoài này, Trọng người ta ra này hết trơn, cái buồn cũng chạy ra. Mày ra đây mày tập thể dục giùm tao với con ngáo ơi. Ra ngoài này chơi con. Ở trong nhà suốt à. Thế đi quay mấy bé người ta không biết karaoke rồi mấy mày biết không? Mấy mày biết sủa không à? Không con nào biết karaoke để anh Trọng quay kiếm view vậy trơn á. Đây nè. Này con nhặt với con hầu như là con nhặt với con tí nè. Cái con nhặt này nó hay lắm, hồi lúc xưa nó nhận con cuộc làm đệ tử nó quậy phá thì thôi rồi luôn, bây giờ thêm nhận thêm ông tí làm đệ tử nữa. Cái mông của con cà ghi á cũng dính cước đầy hết trơn rồi đó. Mấy con này là mấy ngày là phải rửa đít nó một lần, tại vì hai cái con cục đuôi á là như là nó cục đuôi cái nó bị yếu rồi mọi người. Con nó đi đây đâu hay tới đó đó. Nó ra ngoài này hết trơn, không còn con nào ở trong hết trơn. Lùng cũng ra nè, lùng đứng dưới chân tôi làm gì đây? Hả? Có ngoài này nó mát cũng đỡ. Cái góc này là mọi người thấy cây mít nó cũng có cái tàn tre nè. Chưa có trái, cây to lắm mà chưa có trái. Cũng không kệ nó, trọng chỉ cắt mấy cái nhánh nhỏ nè. Chưa dám cắt mấy cái tỉa bớt nữa. Cứu ấy là để cho nó mát. Thế vậy đó chứ tới mùa nắng năm sau là vườn của Trọng mát lắm. Chuối Trọng cũng để một vài cây đó. Thỉnh thoảng hàng xóm cứ qua xin xin lá thôi. Vì có bánh. Mấy cái cây nhà của Trọng tốt lắm. Chỉ có cái cây mận này là èo uột lên èo uột xuống. Nếu như mà tới mùa mưa tới mà nó không phát triển á thì thôi chắc Trọng cũng đành nhổ lên Trọng trồng cây khác. Chờ đó nó chết nè, cây xoài Trọng trồng bữa nay cũng tốt nè. Còn cây mận này nè, mọi người thấy nè. Hồi xưa cây mận này là chết mấy lần á.
Trọng nhổ lên, nhổ lên, nhổ xuống hoài luôn. Rồi cuối cùng nó cũng thành công. Rồi cái gốc này có một cái cây chết, là Trọng mua cái cây nhỏ xíu, Trọng trồng lại nó cũng phát triển. Còn có cái cây này nè, nó từng phát triển rồi nó lại héo, rồi nó từng phát triển, nó héo hoài, làm hoài mấy lần rồi. Lần này mà mưa tới mùa mưa cứu không được nữa là thôi, Trọng phải đành trồng một cái cây khác, lấy cái tàn. Hết cắn cây tới bươi đất, nó bươi mình lắp lại muốn chết luôn mọi người ơi. Hết ấy rồi tới phá này, thử coi chừng nào mày bươi thành cái hang. Nói chứ chỗ đó là nó bươi, Trọng lắp lại không biết bao nhiêu lần rồi đó. Tèo nó hơi ốm nè mọi người, không biết là bệnh thì chắc không có rồi. Nói chung là Trọng ngừa nghiết đồ đầy đủ rồi, chỉ có một cái là con tèo này nó ít ăn lắm, sao mình nó như cái bánh lái gì không biết nữa, ít ăn lắm. Nó đợi người ta ăn rồi thì nó mới ăn chút đỉnh thôi, chứ mình đem cơm ra nó không ăn. Bây giờ nuôi này cũng khổ lắm mọi người, không biết là sao luôn á. Tại vì mình thành nó đâu có biết nói chuyện nói gì đâu, nhiều khi mình cũng không phải là một cái người chuyên gia nữa. Nhiều khi có em nào nó ăn được nhiều, nó ăn khỏe, nó ăn dễ thì nó mập, còn em nào mà làm biếng ăn rồi kén ăn như đứa con nít vậy đó thì nó nhát, chứ cũng không biết là phải làm sao luôn á. Thì nhiều khi đôi lúc thấy nó, nếu mà nó có bệnh thì mình đi bác sĩ điều trị thôi, mà bác sĩ nói làm sao thì mình cũng nghe là vậy thôi. Nó thì mình quan sát thì nó không có bệnh đó, nhưng mà nó làm biếng ăn lắm. Như cái bé út mót này cũng vậy nè, có bao giờ thấy nó ăn uống nhiều đâu, ăn ít lắm, ăn vừa phải à. Có nhầm con thì ăn nhiều, có nhầm con ăn rất là ít. Thế vậy nhưng cần cà ghi nè, là ăn uống là dữ lắm, cái gì cũng ăn được, chân khoai lang, bánh mì không, bánh mì thịt, cơm không cũng ăn nữa. Bởi vì nhìn thấy nó tròn lùi, dễ lắm, dễ nuôi lắm. Mùa này thì nắng quá nên là kinh phí nuôi các bé nó cũng gia tăng lên một chút đỉnh so với cái dự kiến á mọi người. Tiền điện cao quá, điện là mỗi tháng là bây giờ nó đã vượt mốc hơn 2,5 triệu rồi. Ăn uống thì vẫn bình thường, chỉ có một cái là lúc đầu thì giá gạo tăng thì bây giờ tăng quen rồi thì nó cũng không còn tăng nữa. Nhưng mà điện Trọng xài nhiều quá, bởi vì mình dội nước nhiều ngày nhiều lần á, rồi nấu nướng các kiểu đó, nó bươi vậy đó. Thương lắm, hôm mình nằm dưới chân tôi gác lên giò tôi vậy. Chỉ có ra chơi nó vậy thôi, chứ vuốt ve thì không được. Tại thứ nhất nữa là mình vừa quay phim này mình đâu có vuốt ve. Có nhiều khán giả hỏi sao không vuốt ve các em đâu. Cái thứ nhất là đông quá, vuốt không nổi nha mọi người. Đông mấy chục con, mình vuốt con 5 phút thôi thì chắc hết nửa ngày rồi, đâu vuốt.
Thứ hai nữa là mình quay phim gì thì sao vuốt. Nếu mà mình yêu thương nó, mình vuốt da cho mọi người coi, mình ẵm nó, mình nựng nó mà mình vuốt á, để mình nhờ người khác quay, là lúc đó là mình giả rồi, không thiệt nha mọi người. Tại vì á, mình vuốt cho khán giả xem, ví dụ mình nựng nó cho khán giả xem, thì về đó phải là lúc live stream, cái lúc mình để cái máy không, không mình không là gảnh tay á. Thứ hai nữa là mình phải nhờ một cái người khác cầm cái máy thì mọi người mới thấy mình ơ, mình ẵm, mình nựng. Thì thật ra lúc đó nó là cái lúc mà chồng đang diễn viên đang nhập nha. Nó là vậy. Tại vì mình cố tình mình làm cho người ta coi thì nó là diễn viên đang nhập nha, chứ nó không phải thiệt nha. Ô, trời ơi. Chồng thấy con cục cái đít nó bị ngứa mắt quá, để chồng tắt máy đây. Hai chồng sử dụng trong ôm nó lại, trong xịt cái cho rửa đít cho nó. Thấy cái đít nó dơ mình chịu không nổi. Hai chồng xin chúc quý vị khán giả xem video thiệt là nhiều niềm vui. Ủng hộ các bé nhà coi chồng nha mọi người, bằng like, bằng share, bằng những cái comment tích cực để cho chồng có nhiều cái động lực hơn nữa. Thì thật với mọi người thì chồng không có dám than, chứ mọi người cũng biết rồi. Mình không phải là mình đã từng nói mình không phải là trạm, mình chỉ nuôi trong cái khả năng thôi. Thì chồng không dám than. Mọi người có thấy bao giờ chồng than không? Chứ thật ra thì cũng có khó khăn lắm. Các bé nhà của chồng thì được quý vị cũng yêu thương, chứ còn nói hỗ trợ thì thỉnh thoảng thôi. Các bé nhà của chồng thì được yêu thương từ tình thương yêu thôi, chứ còn yêu thương về vật chất thì hầu như là cũng hiếm hoi lắm. Thì cũng có những lúc mà mình phải bị kiệt sức vì nó. Thôi chồng bye bye tất cả mọi người nha, để chồng xử lý cái mông của con cuộc đã thấy ngứa mắt quá.